Xin được chuyển sang một câu hỏi khác của khán giả có số điện thoại 0382, ba số cuối là 076, có nội dung câu hỏi như sau. Lợn 15 kg một con có hiện tượng sốt bỏ ăn, da nổi nốt như mề đay khắp thân, đã dùng thuốc nhưng không khỏi, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Theo mô tả của khán giả về bệnh trên đàn lợn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung đã đưa ra lời giải đáp như sau. Vâng, xin chào khán giả. Thì với cái biểu hiện lâm sàng như mô tả đây thì tôi cho rằng là nó bị bệnh viêm da nhiễm khuẩn, nhưng mà nó nhiễm trùng vào trong cơ thể rồi. Đấy. Cho nên dẫn hiện tượng bây giờ là bỏ ăn, sốt là bỏ ăn. Đấy, thì cái cách điều trị thì tôi tư vấn cho khán giả như thế này. Nên dùng cái natto không, cái natto không là cái dầu mà người ta vẫn để ăn ăn trầu đấy. Đấy, nghiền nát ra lấy nước và trà sát vào xung quanh cái chỗ da nó bị viêm như cái mặt đỏ đấy. Đấy, và sau đó thì dùng cái nước phèn chua đun ấm ấm lên tí, xong sau đó tắm cho nó, và để cho khi khô cái rồi thì dùng cái cồn iodin 10% sát trùng kỹ những cái chỗ mà bị nổi mụn đó. Đấy, và sau đó thì bôi cái thuốc kẽm oxytetracycline lên và bôi một lần trên ngày và bôi liên tục 5-7 ngày liền. Thế và song song quá trình đó là vì nó bị nhiễm trùng ở bên trong cơ thể rồi, cho nên nó bị sốt rồi. Thế cho nên là phải dùng cái thuốc endoprotaxin hoặc là thuốc amoxicillin. Tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp 3-5 ngày liền, liều lượng theo ngưỡng nhận xuất. Thế và song song với quá trình điều trị đấy thì nên dùng thuốc bổ Catosan 10%, tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp liên tục trong vòng 3 ngày, nó hỗ trợ cho quá trình điều trị tích cực. Thế và tất nhiên nó sốt thì mình phải dùng thuốc Alagin để tiêm cho nó một lần trên ngày và tiêm 3 ngày liền để nhiệt độ nó kéo trở lại bình thường, thì nó sẽ ăn uống trở lại bình thường, và tôi hy vọng nó sẽ giải quyết được cái tình hiện nay của lợn. Tuy nhiên là trong đối với truyền nhiễm thì không thể không nhắc đến cái chuyện chúng ta phải thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt mầm bệnh ở ngoài. Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân, cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm.
trong suốt quá trình sản xuất. Vườn này năm ngoại là thiệu cà lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền cho ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16 khởi nghiệp cùng nông dân.